Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu cao Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 464 ạ. Thì trong video này của em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần gồm có là 15 cây. Tất cả đều là chất liệu carbon cả. Có là ngày hôm nay thì gọi là cần tay trợ máy hay còn gọi là cần ISO ạ. Có khoen lớn và khoen nhỏ. Giá bán trong video này thì chưa bao gồm phí ship và bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Đây. Cây số 1 này là có một cây chiều dài ngắn thôi, cây này dài 3 mét. Đây. Chuôi của cần đây ạ. Cái phần gốc của cần thì được quấn nhựa thế này nha. Đây. Nhựa của cần thì có vẻ như nó bị tối màu thôi chứ cũng không có bị sần sùi gì cả. Bát của cần là bát gập Fury FS6. Đây, một cây này là tem của cần đây. Cây này thì cái tên của nó có bị phai màu hết rồi nha mọi người. Không có nhìn thấy được cái tên. Độ sờn thì cũng không phải là sờn nhiều lắm. Nhưng mà nó có vẻ bị phai cái màu mực in trên cần rồi. Nên em không có nhìn thấy được cái tên của cần với thông số của nó. Chỉ còn là cái tem vàng của cần như thế này thôi. Mà nó cũng bị phai màu rồi. Đây, cái này nó bị dính keo nha. Và khoen của cần. Cái này khoen của cần là khoen Fury cả. Có là 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bô. Cái số 1 này dài 3 mét ạ. Cái này nè, có chiều dài là 3 mét, rút vào tầm khoảng là 80 cm nha. Cái này ngọn là ngọn mảnh. Ta câu cảm giác. Ngọn mảnh thôi. Ngoại hình giống bên trong. Cái này giống bên trong thì nó phối hai cái giống ngọn là màu đen thế này. Còn giống ở trong thì đây nó là màu xanh. Xanh rêu thế này nha, giống ở trong thì khá là ok luôn. Cái này thì có giống bên ngoài nó không, nó bị pha một cái mực in rồi. Nên nó không có nhìn thấy được thông số. Dài 3 mét ạ, cây này dài 3 mét nha. Thì cây số 1 này dài 3 mét, khi rút về còn lại là 80 cm ạ. Ống của cần thì có độ lớn là phi 13.6. Còn vị trí góc này họ quấn nhựa nên nó góc nó sẽ lớn hơn một tí. Góc này có độ lớn là phi 21.6 á. Ngọn thì có độ lớn là 1 ly 1. Cái này ngọn mảnh ta câu cảm giác. Và cây này nặng là 139 g và có độ cứng là tầm 1,5 nha. Và cây số 1 này có giá là 420.000 nha. Cây này thì nó phai cái tên mực in ra trên tên của cần rồi, nhưng mà độ sờn xước thì cũng không có sờn nhiều lắm. Nhìn cây này cũng khá là sáng cần. Tiếp đến là cây số 2. Cái số 2 ở đây em có một cây cần hàng nội địa, cây này dài là 3,6 m. Đây, cây thương hiệu nội địa nha. Grimmy. Cái này em đo được là 3,55 m. Hạ ngọn một khoảng là 5 cm thôi. Dòng hàng nội địa. Bát của cần là bát gập Fury FS6 thế này. Hai carbon rod. Cái giống ngồi của cây này là sánh X2 da nha mọi người. Cây này thì có một cái giống ngồi ban đầu là sánh X2 da thôi. Đây. Ngoại hình thì cũng khá là sáng cần. Trang sức khá nhỏ. Và khoen của cần đây. Khoen của cần cũng là khoen Fury cả. Có là 2, 4, 6, 8 khoen. Cây này có tổng cộng 8 khoen, bao gồm cả đầu bô, tính cả đầu bô luôn nha. Ngọn của cần, cây này ngọn mảnh thôi. Nhưng mà khá là đanh ngọn, cây này ngọn đanh nha. Cây này thì cây ngọn đặt ở sau mình khá là đanh ngọn luôn. Ngoại hình giống bên trong, cây này ngoại hình giống bên trong khá là đẹp luôn ạ. Cây này ngoại hình đẹp nha. Trời sức rất là nhỏ thôi. Có giống bên ngồi là sáng X2 da. Khá là mới đẹp, cây này khá mới đẹp nha. Thì cây số 2 này dài 3,55 m ạ. Khi rút về còn lại là 85 cm. Gốc thì có độ lớn là phi 22.8. Ngọn có độ lớn là 1 ly. Cây này nặng là 170 g. Và có độ cứng là tầm 2-3 hết. Cây này ngọn nó khá là đanh ngọn luôn. Và cây số 2 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có là một cây của Daiwa dòng monocarbon. Chuôi của cần đây ạ. Cây này thì phần gốc của cần nhìn cũng khá là mới sáng. Daiwa. Cái này là nó bị dính cái sơn keo gì đây nha mọi người. Cái chỗ này có cái keo của nó bị bong ở đây. Keo quấn chỉ, keo chạy chỉ cần. Bát của cần là bát gập Fury FS6 dài 5,3 m, ngọn số 1, được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này thì Daiwa được sản xuất ở Hàn Quốc, dòng monocarbon thế này. Và cái này em đo được là 5,15 m. Cái này hạ ngọn một khoảng là 15 cm ạ.
Cây này thì ngoại hình nhìn vào cũng khá là ok, trầy xước nhỏ thôi, khá là sáng cần. Và khoen của cần đây, cây này khoen cũng là khoen Fury nhé mọi người. Cái này thì nó có hai cái khoen, khoen dòng ở dưới là khoen Fury đời cũ nên nó không có dập chữ Fury. Đây, có mấy khoen nhỏ trên cũng là dòng đời cũ nha. Có 2, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Có tổng cộng 10 khoen nha. Ngoại hình giống bên trong thế này. Cái này thì ngọn cũng khá là đặc. Kiểu họ làm ngọn tháp nha. Cái thật anh ngọn. Ngoại hình giống bên trong. Cái này ngoại hình giống bên trong khá là ok. Trầy nhỏ thôi. Cái này dài 5m15, hạ ngọn một khoảng là 15cm ạ. À, hai giống đầu họ phối màu đen, giống là màu xám. Ngoại hình cây này ngoại hình bên trong ok ạ, trời số khá nhỏ. Tôi là cây này ngoại hình bên trong đẹp nha, trời số không nhiều lắm. Cây số 3 này dài 5m15, khi rút về còn lại là 90cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 21.3, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cái này nặng 236g và cái này có độ cứng tầm 1,5 đến 2h. Cái này là ngọn ngọn đanh nhé. Và cây số 3 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đó là cây số 4. Cây số 4 ở đây có là một cây của Mattat. Mattat là dòng của Hàn Quốc nhé. Hàn Quốc xuất Nhật. Chui của cần đây ạ. Cái này ngoại hình cũng khá là sáng. Dài 4,5m, ngọn số 2. Cái này thì khá là nhẹ cần, tem của cần này, tem xúc của cần nha. Và 4,5m ngọn số 2, cây này em đo được là 4,3m nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm rồi. Nhưng mà cây này ngoại hình mới đẹp. Khoen của cần là khoen Fury cả. Có 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Tất cả các khoen Fury đều là các khoen và đầu bu đều là Fury cả nha. Đây, cây này thì hạ ngọn số 2 và hạ ngọn một khoảng là 20cm nên ngọn lớn thế này nha. Cây số 4 này ngoại hình mới đẹp nha mọi người. Cây này thì ngoại hình khá là ok, hầu như là không có sờn xước gì cả. Dài 4,3m. Cây số 4 này dài 4,3m, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cái này nặng là 189g và có độ cứng tầm khoảng là 3h ạ. Và cây số 4 này có giá là 580.000 ạ. Cái này hàng ở một khoảng này, nó sẽ cứng hơn. Tiếp đó là cây số 5. Cây số 5 ở đây có là một cây dài 5m2 thế này nhé. Cây này thì ngoại hình nó có sờn xước chui của cần đây. Phần gốc của cần thì nó được gọi là gì ta, đầu quấn nhợ thế này. Của nhợ thì có hơi sờn nhẹ, nó có hơi bám bẩn, nó hơi sờn không sâu sâu lắm. Bát của cần là bát gặp Fury FS7. Cái giống là nó có sờn nha mọi người, nó sờn với mực in nó cũng có vẻ pha màu hết rồi, nên nhìn nó không có thấy rõ được tên của nó. Chỗ đây cái thương hiệu của nó nè, mà em nhìn nó cũng không thấy rõ được nha. Đấy, có vẻ nó pha màu mực in hết rồi. Giống này nó sờn kiểu phần cuối giống này. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury nhé. Cái này khoen Fury, đây khoen Fury. Có hai khoen cuối cũng là khoen Fury đời cũ như này. Có 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Cây này giống bên ngoài cả sờn với nắp ong cái mặt in. Cây này thì ngọn lớn. Đây, ngoại hình giống bên trong. Giống bên trong thì có sờn. Chung là cây này ngoại hình nó có sờn. Đây là giống thứ ba, cái giống thứ ba nó cũng có sờn nha. Cái này ngoại hình có sờn nha mọi người, sờn những vết nhỏ li ti. Đây là giống thứ hai, giống thứ hai thì cũng có sờn những cái vết nhỏ li ti thế này ạ. Giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Với là cái này có vẻ giống bên trong có vẻ phai cái sơn phủ bóng rồi, nó nhìn nó hơi tối cần một tí. Thì cây số 5 này dài 5m2 ạ, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 22.5, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng là 336g và có độ cứng tầm khoảng là 2,5 đến 3h ạ. Tầm 3h nha. Và cây số 5 này có giá là 450.000 ạ. Tiếp đó là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có một cây cần của hàng Trung xuất Nhật thế này nha mọi người, dài 3,6m thế này. Chui của cần đây.
Cái này thì ngoại hình khá là sáng cầm. Bát gặp bát hãng nha, cái này bát hãng, cái này khá là mới sáng đẹp nha. Dài 3m6. Cái này em đo được là 3m rưỡi. Có hạ ngọn một khoảng là 10cm. Cái này ngoại hình mới đẹp. Khuyên của cần là khuyên hãng. Cái này khuyên hãng nha. Có 2, 4, 6, 8 khuyên bao gồm cái đầu bu. Mấy khuyên rí trên là khuyên Fury nha. Hai khuyên và đầu bu là Fury, còn cái khuyên mấy khuyên dưới là khuyên hãng. Ngoại hình thì khá là ok. Ngoại hình khác. Cái này ngoại hình mới sáng nha. Hầu như là không có trầy xước gì cả. Ba mét sáu ạ. 3m55. Cái này 3m55, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 22.5, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cái này nặng là 168g và có độ cứng là tầm 3H. Và cây số 6 này có giá là 350.000 ạ. Tiếp đến cây số 7. Cây số 7 ở đây em có một cây cần NFT dài là 4m rưỡi thế này nha, chuôi của cần đây. Đây, phần gốc của cần, cái này thì nó có vẻ như cũng bị phai cái sơn phủ bóng rồi, nhìn nó không được sáng cần lắm. Đây, có sờn thế này nha mọi người. Bát của cần là bát gặp Fury FS6 dài 4m rưỡi. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 4m rưỡi. Dòng bao và lót đây ạ. Dòng này là dòng xoắn vòng hai da nổi gân thế này nha. Có sờn nhẹ. Cái này thì có vẻ nó phối màu hơi tối cần, với nó phai cái sơn phủ bóng rồi, nhìn nó không có ánh sáng lắm, không có bóng lắm. Dài 4m rưỡi, ngọn số 1, cái này dòng là ngọn mảnh, ta câu cảm giác. Và khoen của cần là khoen Fury nhé. Cái này có 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái này cả là khoen Fury ạ, ngọn mảnh nhé mọi người. Cái này cũng là dạng ngọn tháp nè, khá là đanh ngọn. Giống ngọn của cần là họ phối màu đen, còn đầu giống thứ hai trở vào đây là màu xám thế này. Và có là bắt đầu từ giống thứ ba trở lên là xoắn vòng hai da nổi gân nha, dòng hai bao và lót 4m rưỡi. Bên trong thì rất là ok, trầy xước nhỏ thôi, trầy nhỏ. Xoắn vòng hai da. Cây số 7 này dài 4m rưỡi, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 17.5, ngọn có độ lớn là 0.9 ly. Cái này nặng là 133g thôi, cái này khá là nhẹ cần luôn. Và có độ cứng tầm khoảng là 2H, 2H đến 2H rưỡi. Cái này thì ngọn ngọn tháp nó khá là đanh ngọn. Và cây số 7 này có giá là 750.000 ạ. Chất của con là chất xoắn bằng hai da. Tiếp đó là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có là một cây dài 5m2 như thế này, chui của con. Đấy. Ngoại hình cây này giống bên ngoài là có sờn này, như phần cuối gốc này, gốc của cần này có sờn lớp kia phủ bóng thế này nha mọi người. Bát của cần là bát gặp Fury FS7. Đây nó có sờn lớp kia phủ bóng, cái này dính bận bám bằng cái vảy cá này. Đấy. Nó còn sót tem của cần đây ạ, nó cái tem nó cũng sờn rách. Đây là một cây cần của Shimano dòng Super Carbon thế này, có sờn. Dài 5m4, ngọn số 2. Dài 5m2, đây chiều dài thực tế của cần 5m2 nha. Cái này cũng đúng luôn. Còn chiều dài thực tế em đo được là 5m2 luôn ạ. Cá sờn, cái này giống bên ngoài là cá sờn thế này nha. Khuyên của cần, cái này khuyên của cần là khuyên Fury cả. Có 2, 4, 6, 8, 9 khuyên bao gồm cả đầu bu. Cái này có chiều dài là 5m2. Ngoại hình giống bên ngoài thì cá sờn. Giống ngọn cây này ngọn, ngọn tháp khá là đanh ngọn, cây này ngọn khá đanh nha. Cần của Shimano ạ. Ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Cái này giống bên trong là hầu như là không có trầy xước thì đáng kể cả. Đây là giống thứ 3, tính từ gốc tính vào. Còn đây là giống thứ 2 này. Đây giống thứ 2 thì có sờn nhẹ. Đây sờn nhỏ nhỏ li ti thế này. Đấy, sờn nhỏ li ti thôi. Nhỏ xíu xíu, coi đây thì ngoại hình giống bên trong thì ok, khá nhiều ạ. Trời xuất khá nhỏ, chỉ có giống bên ngoài nó không được đẹp thôi. Và cây số 8 này dài là 5m2, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cái này nặng 287g và cái này có độ cứng tầm khoảng 2,5 h.
Và cây số 8 này có giá là 680.000 ạ. Đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây TFC. TFC là dòng hàng nội địa nha mọi người. Chui của cần đây. Cái phần gốc của cần là được quấn nhựa này. Nhựa của cần thì có vẻ hơi bám bẩn tối màu thôi, chứ cũng không có sần xu gì cả. Chui của cần. Bát là bát gập Fury FS7. Cái chỗ này là cái keo chị nó hơi khô, cái keo nó đang nó cái phần đường keo phủ bóng này. Có cân nặng là 330g này. Cần TFC. Em của cần dài 5m4, ngọn số 2. Cái này em đo được là 5m2, ngọn số 2 nha. Cái này hạ ngọn một khoảng là 20cm ạ. Và khoen của cần. Cái này khoen là dòng này là dòng khoen Fury, như Fury đời cũ nha mọi người, nó không có dập chữ Fury. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu vuông. Điểm này là dính bám bẩn nha. Đây ngoại hình. Cái này ngọn này cũng khá là ok. Ngoại hình giống bên trong. Cái này ngoại hình giống bên trong cũng khá là ok. Trầy khá nhỏ thôi. Hai giống ngọn khá là sáng, đang sáng đẹp ạ. Đây là giống thứ ba tính từ giống ngọn tính vào. Giống này cũng vậy, giống này cũng sáng đẹp nha. Hình như không có sờn gì đáng kể cả. Đây, cây này cũng khá mới đẹp. Giống thứ hai cũng vậy, cây này giống thứ hai cũng khá là mới sáng nha. Đây, nó sơn nó một vài điểm nó hơi nổi. Ánh bóng như nhẹ nhẹ cái này hả. Và cây số 9 này ngoại hình cũng khá là mới đẹp. Dài là 5m2 ạ, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 24.2. Ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này thì nặng 293g và có độ cứng tầm khoảng là 2h đến 2h rưỡi. Và cây số 9 này có giá là 600.000, dài 5m2 ạ. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 thì ở đây em có là một cây dài là 5m2 thế này nha. Chui của cần, gốc của cần đây ạ. Cây này thì phần giống dưới cũng khá là sáng mới đẹp. Bát của cần là bát gập Fury FS6, dài 5m4, dòng carbon rod. Đây, carbon rod là dòng hàng nội địa. Em còn sót cái chỗ bám bằng cái này bẩn bẫy cá nha mọi người. Đây, còn sót. Đó, cái bẫy cá nó đóng đó. Cái cây này khách cặp đi câu chứ không sợ bị móm đâu ạ. Cá để dậy vậy đóng rất là nhiều. Bát của cần là bát gập Fury FS6, dài 5m4, ngọn số 1. Cây này em đo được là 5m2 nha. Hiện chiều dài thực tế của cần là 5m2. Ngoại hình giống bên ngoài khá là ok luôn. Khoen của cần này, khoen của tất cả các khoen đều là khoen Fury. Hai cái khoen này cũng là khoen Fury nha mọi người, nhưng mà dòng khoen đời cũ nó không có dập chữ Fury. Thiết kế kiểu lồng sứ đồ rất là ok. 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bung. Cái khoen Fury nhỏ thì nó hay thường có những cái trường hợp như vậy. Ngọn khá là anh nha, ngọn này dòng à. Ngọn đặc nó khá là đanh ngọn. Ngoại hình bên trong ạ, cũng khá là ok. Đây, rất nhỏ thôi. Cái này ngoại hình khá là mới đẹp nha mọi người. Đây, khá nhỏ. Chứ là cái này chỉ sờn nhẹ một xíu, vài điểm nhẹ nhẹ thôi. Cái này ngoại hình cũng khá là mới. Đây. Cây số 10. Cây số 10 này dài 5m2, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19, ngọn có độ lớn là 1 ly. Cái này nặng là 207g và có độ cứng tầm khoảng là 1h 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 rưỡi nhé. Và cây số 10 này có giá là 600.000 ạ. Tiếp theo cây số 11 ạ. Cây 11 ở đây em có là một cây cần của Olympic như thế này. Olympic, cây này thì phần gốc của cần nó bị bong tróc như này nha. Gốc này nó không được đẹp, phần gốc một tí. Đây, bong tróc như này. Bát của cần là bát gập Fury FS6. Cây này ngoại hình nó không được đẹp nha. Cây này, cần của Olympic cái tên nó cũng pha màu như thế này nha. Chung là cây này em bán ngoại hình nó không được đẹp. Nó có bong cái lớp keo phủ bóng với nó hơi trầy, sờn xước như này. Cây này em đo được là chiều dài của cần là 5m1 ạ. Chiều dài thực tế của cần là 5m1 nha. Khoen của cần đây. Khoen là 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bông. Khoen của cần là khoen Fury cả. Ngoại hình giống bên trong. Cái này ngọn và ngọn tháp cũng khá là đanh ngọn nha. Hòa phối giống ngọn bằng màu đen thế này. Cá sờn.
Cái này thì có sừng nhỏ li ti, sặc cát. Giống thứ ba, cái đây là giống thứ ba, giống thứ ba thì có sờn nha, cái này giống thứ ba không được đẹp sờn, cái bên nó phai cái sơn phủ bóng này. Những cái vết sờn rất là mảnh, nó không có sâu. Đây những cái vết sờn như này không có sâu lắm. Cái này ngoại hình nó không được đẹp, cái này ngoại hình nó hơi hơi xấu nhưng không phải là tệ lắm đâu, nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm. Cây số 11 này dài 5m1, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.5, ngọn có độ lớn 0.9 ly. Cái này nặng là 210g và có độ cứng tầm 1,5 đến 2h, tầm 1,5 nha. Và cây số 11 này có giá là 450.000 ạ. Tiếp đến cây số 12. Cây 12 ở đây có một cây cần của Suyumi. À SZM này nha mà. Suyumi là một thương hiệu của Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc xuất Nhật nha, chua của cần đây. Cái phần gốc xong cho mày. Bát của cần là bát gặp Fury như này. Cái tem ở đây nó bị bong như này nè. Bong lớp keo phủ bóng này. Cây này thì còn hơi xót bám bặn với nó có vẻ hơi xước xước nhẹ nhẹ. Thì cây số 12 này dài 5m3 là thông số của cần. Cây này em đo được là 4m9 thôi. Cây này thì hạ ngọn một khoảng 40cm cũng khá là nhiều. Cây này hạ ngọn nhiều nha. Cây này nó dính cái keo bẩn này nha mọi người. Nhìn nó hơi bóng bóng ở chỗ này một tí, dính nó bẩn này. Sờn thì cũng không phải là sờn nhiều lắm, có sờn nhỏ nhỏ lớp keo phủ bên ngoài. Lớp keo phủ bóng thì cái màu vàng, màu trắng nó ngả vàng mất nhá. Và khuyên của cần, cái này khuyên của cần là khuyên Fury. Có là 2, 4, 6, 7 khuyên bao gồm cái đầu bô, bô của cần là bô. Cái khuyên này là khuyên nó Fury nó like nha. Là bô màu trắng đi, lòng sứ màu trắng nha. Lòng sứ lòng nhựa màu trắng. Cái này hạ ngọn khá nhiều nên ngọn lớn đó. Cái ngọn này khá lớn nhé mọi người. Đó, tróc sơn, đây là điểm tróc sơn này. Đó, tróc sơn. Ở phố màu đen, màu sáng sáng này. Bên trong thì khá là ok, sơn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái ngọn của hai quả cần này hạ khá nhiều. Sơn sờn nhỏ này, nhưng mà cây này ngoại hình giống bên trong cũng khá là ok, bên ngoài có sờn xuất nhẹ lớp keo phủ bóng thôi, chỉ có mỗi tội là hạ ngọn. Thì cây số 12 này dài 4m9, khi rút về còn lại là 112cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 23.6, ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cây này nặng là 258g và có độ cứng là 3h. Và cây số 12 này có giá là 450.000 ạ. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 ở đây em có một cây cần khá là đẹp luôn. Cây này thì khá là ok. Chui của cần đây. Chui của cần là chui cán gỗ thế này nha mọi người. Cán gỗ. Cái phần này là được người ta bọc cái gọi là cái mút cao su, mút cao su nhiệt thế này, coi gì coi giãn cái nhiệt thế này nha. Đây cái điểm nó bị rách đó nha mọi người. Bát của cần là bát vặn, bát Fury, bát vặn như này. Cái lớp keo phủ bóng nó một vài điểm nó cũng bị băng bông nhẹ nhẹ, cái lớp keo phủ bóng bên ngoài. Đấy. Cái này là màu đen. Họ cũng được bọc nha. Cây này thì họ bọc hết rồi, em cũng không biết chính xác cái thông số ông đầu của nó là bao nhiêu. Dòng bao và lớp này. Cái này em đoán chắc của NFT quá. Bao và lớp là của NFT thôi. Cái tên nó nằm ở chỗ này nha mọi người, chỗ này hay chỗ này gì đấy, nhưng mà họ bọc là hết rồi. Thì em cũng không đọc được cái tên chính xác. Tem của hạ tem vàng cái này nó bị rách, nó có sờn sờn nhẹ nhẹ lớp kia phủ bóng bên ngoài. Chất của cần là chất xoắn vòng hai da, chất xoắn này là chỉ có cần thường của cần NFT. Xoắn vòng hai da có sờn giống bên ngoài thế này nha. Cái này thì khá là đỉnh luôn này, nó xoắn lên cả giống ngọn luôn. Và khuyên của cần là khuyên Fury Stick cả, bu của cần cũng vậy, tất cả đều khuyên Fury Stick nha. Có 2, 4, 6, 8, 9 khuyên bao gồm cả đầu bu và khuyên Fury Stick. Những cây này này thì ngọn lớn, ngọn cứng này. Đây, ngọn khá cứng. Sắn cứng và đanh ngọn luôn nè. Sắn vòng đến ngọn luôn ạ. Sắn vòng hai da đến cả giống ngọn. Thì cái cây này nó cũng có lớp keo sơn, nó hơi sơn phủ bóng thôi chứ không phải sơn bên trong, nó hơi một vài nó hơi sờn sờn nhẹ nhẹ thôi, cũng không có đây. Gọi là tình trạng của nó, em cố gắng ghi chép cận camera. Đấy. Có sơn.
Nó hạt nước lớp keo phủ bóng bên ngoài. Chất của nó thì rất là đơn. Ngọn của cần khá là đâm ngọn luôn. Xoắn vòng hai da. Đó đến là giống ngọn luôn ạ. Và khuyên của cần là khuyên Forensic nha. Khá là đâm. Có sờn thôi, con này có sờn nhẹ nhẹ, không có sâu lắm. Đây, đây là giống thứ hai rồi nha mọi người, giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Cây này là xoắn vòng hai da toàn thân, dòng là dòng bao và lót này của NFT thôi chứ không có dòng là bao và lót này hết nha. Cần của NFT được hạ bọc cái mút bên ngoài hết rồi như thế này. Và cây số 13 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 120cm. Gốc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2 ly, cây này nặng là 474g và có độ cứng tầm 4 đến 5 h nha, cây này 4 5 ngọn khá là đanh. Và cây số 13 này có giá là 1.500.000 nha. Chất xứng vòng hai da. Tiếp đó là cây số 14. Cây 14 ở đây em có là một cây cần của hàng Trung nha, hàng Trung xuất Nhật này, dài 3m3. Cây này thì có độ cứng là 15, em đo được là 3m25 nhé, nó bị hạ ngọn một khoảng là 10cm. Ngoại hình thì khá là mới đẹp, cái này mới sáng, hầu như là không có sờn gì cả, mới đẹp nha. Khuyên của cần, cái này khuyên của cần là khuyên hãng nha mọi người. À không, cái này khuyên Fury, đây, cái này khuyên Fury không phải khuyên hãng. Cái này khuyên Fury đời mới này, 2, 4, 5 khuyên, bao gồm cả đầu bô luôn. Còn khuyên Fury. Ngoại hình khá là mới đẹp, dòng là dòng hàng đời mới của hàng Trung. Ngoại hình giống bên trong khá là ok, trai nhỏ thôi. Mới sáng, sơn tốt nhẹ. Bát của cần là bát gập đời cao này, bát Fury gập đời cao này. Và dài 3m25, khi rút về còn lại là 95cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 20.4, ngọn có độ lớn là 1.9 ly, cái này ngọn 1.9 ly nhé. Cái nặng là 199g và có độ cứng là 15 theo thông số của cần. Và cây số 14 này cái giá là 480.000 ạ. Tiếp đến cây số 15, cây cuối cùng. Cây 15 ở đây em có một cây cần là dòng cần đây, Toptic Enjoy, dòng này là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp, dài 3m6, có độ cứng 20. Cái này lại còn sót bám bẩn keo, lau ra nhẹ ra. Cái này em đo được là 3m55. Khoen của cả bát của cần là bát gập Fury FS6. Đây có một điểm xước rất xước sơn ở đây. Và khoen của cần là khoen Fury. Cái này là khoen lớn nhé. Khoen Fury có 2, 4, 5 khoen bao gồm cả đầu bô. Cái này ngoại hình thì khá là ok, mới đẹp. Cái này cứng 20. Nhưng mà dòng sắp lỡ này. Cái này dòng sắp lỡ. Cách là đánh lên xe, đánh lục bền, lục bằng bền. Đấy, khá là mới. Cái này ngoại hình đẹp, khá là nhẹ cầm. Dòng phôi cầm này khá là nhẹ. Có sánh cái vòng chìm, cái này dòng sánh vòng chìm. Có sờn xước nhỏ nhỏ, vài điểm thôi. Thì cây số 15 này dài 3m55, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.7, ngọn có độ lớn là 2.7 ly. Cây này nặng 260g. Và có độ cứng 20 theo thông số của cần. 20 hơn 21 tí, 25. Và cây số 15 này có giá là 700.000. Và em mới về giới thiệu xong lô gồm có là 15 cây cần ISO của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.